nữa nè. Lơ hả? Hai cái đứa này Quy học hành tới đâu rồi hả? Học hành tới đâu rồi? Có giỏi tiếng Anh chưa? Thôi mà suốt ngày rủ Quy đi chơi vậy hả? Đi đi về, đi về học tiếp nha Lan. Bà tránh ra. Mày ngon nè. Nào sao rồi Bữa tôi nói rồi không nghe. Nó kêu rồi đi đi rồi. Tất cả là con Tài em hết trơn đó. Kêu gì về đi học nó không chịu. Làm tôi đụng vô con mắt tôi luôn à. Đâu rồi coi. Tôi bị đuôi đất đuôi luôn rồi nè. Đâu có nặng lắm đâu. Không nặng cái gì. Mới bị đánh tất nhiên là mình chưa thấy hậu quả của nó rồi. Bây giờ tối nay về ngủ nè. Mở mắt ra không được đây nè. Rồi ngày mai là nó bầm và nó sưng là lộn. Mấy con mắt bên trong nó còn dòng len hay dòng trắng không nè. Tại em hết trơn. Mà cô muốn về học em đó mà. Tại cô lỡ lãnh tiền của mẹ em rồi. Cho nên cô mới vậy rồi. Không thôi mẹ em đuổi học cô rồi sao. Thôi học cho đàng hoàng đi chạy tới vậy luôn. Người ta đi tìm. Cô có tin gì của em không? Hả? Cô có xin tiền, có mượn tiền của em mua đồ đẹp bận không? Cô chỉ muốn em ngồi yên, em học giùm cô thôi mà. Cô lỡ lãnh tiền của mẹ em rồi. Cái thằng quỷ này. Hello. Hello, how are you? Thật ra chị lớn tuổi hơn mấy đứa đó. Chị là gia sư của Nguyên chứ không phải người yêu của Nguyên đâu. Hôm bữa là làm giả bộ thôi chứ không có phải người yêu thiệt. Vậy hả? Chị nói thiệt á. Nhưng mày nghĩ tao tin mày hả? Chị nói thiệt mà. Chị và Nguyên không có gì hết trơn á. Thật ra chị giả bộ vậy thôi. Chứ chị lúc nào cũng rất là thích em. Chị rất là thích tình cảm của em với Nguyên. Chị thấy em với Nguyên rất là xứng đôi luôn á. Xứng đôi hả? Mày ăn 10 cái tái của tao rồi tính. Dính lại. Cái gì 10 cái là tái của em ơi. Sao bây giờ em mới thôi? Nó sắp lộ cô rồi kìa. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Em tìm cô từ nãy giờ luôn á. Giải thích cho nó biết đi là cô chỉ là gia sư của em thôi. Cô phải người yêu của em. Nói cho nó biết đi nhanh lên. Sự thật có phải vậy không? Không. Đây là người yêu của tao. Tao nói lại một lần nữa. Đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cục tóc, tao không có đi yên đâu. Mày hù ai vậy? Trả tiền ra cho tụi tao đây. Không có tiền. Nè. Đưa tiền đây. Nè, nè, tụi bay đứng yên. Nè, tụi bay thôi nha. Có biết là anh của tôi là ai không? Anh của chị là hơi bị dữ dằn luôn á, là Trần Hồng Phúc. Cao 2 mét đó nha, hơi bị đô con dở dở đó. Tin gọi một cái là anh chị tới đây. Tụi bay đi chưa? Ai nè, nè, bố đó. Mày coi chừng tao nha. Mày ăn đòn không? Gặp lần nữa không có tha đâu á. Cảm ơn em nha. Muốn gặp mấy chuyện này phải gọi cho tôi nghe chưa? Cô biết rồi, nãy gọi không kịp. Gì vậy? Trời nắng vậy nè, con gái ra đường phải biết che chắn một chút chứ.
đi. Nếu như mà nó không thích bộ thì làm sao nó dễ bộ? Mà đã là xúc xược á thì không thể nào dễ chanh được. Wow. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm.